Sản xuất công nghiệp trong quý 1 năm 2024 tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành, ước tính tăng 6,18%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 178,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5%, xuất siêu gần 9 tỷ đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Đó là thông tin từ Bộ Công Thương tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 vừa được tổ chức. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh các kết quả tích cực cũng cần thừa nhận tình hình phát triển ngành công thương trong quý 1 năm 2024 vẫn còn những hạn chế như chỉ số tồn kho sản phẩm chế biến, chế tạo có xu hướng tăng, thị trường trong nước tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước, hoạt động xuất nhập khẩu còn phụ thuộc vào một số thị trường chính, đóng góp của các doanh nghiệp trong nước vào xuất khẩu còn hạn chế. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, thời gian tới, ngành công thương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện, các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi, xây dựng và hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thị trường trong nước, theo dõi sát diễn biến thị trường và thay đổi chính sách của các đối tác để đề xuất các giải pháp phù hợp, phát triển đa dạng các thị trường xuất khẩu truyền thống và thị trường mới, kịp thời thông tin tới các hiệp hội ngành hàng về những diễn biến của thị trường xuất khẩu để doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường, duy trì đều đặn các hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.